Nếu như mà để anh trả kèo thì chắc chắn không bao giờ mà có chuyện anh ngồi lâu và anh nói với em như vậy. Đó. Lindsay không có tin, bây giờ Lindsay đang hỏi Đức Anh thật lòng mà. Lindsay Anh đang trả lời hỏi thật. mà. Là Đức Anh là nếu như mà không không còn tình cảm với Lindsay như ngày xưa nữa thì Lindsay để Đức Anh chọn một người phù hợp với Đức Anh, chơi PK với Đức Anh hàng ngày. Lindsay sẽ không bao giờ mà Lindsay vào room của Đức Anh nữa. Lindsay nói rồi mà. Anh hiểu mà, anh biết mà. Anh đồng ý mà. Em làm gì mà đi bẹp lung tung, em phải bảo là cái đường đi Hà Nội là em đi chơi. Thì đúng không? Anh sẵn sàng anh bỏ qua tất cả cái chuyện ngày hôm qua của em đúng không? Đúng không? Anh sẵn sàng bỏ qua tất cả những chuyện đó đúng không? Để anh còn tới lại về với em đúng không? Thì có gì mà em không mở lòng ra đúng không? Để em quay về, em đồng ý quay lại về với anh đúng không? Anh đã nói rồi đúng không? Anh đã nói tất cả rồi. Bây giờ em chỉ cần trả lời anh một câu, em đồng ý, ok, anh sẽ làm cho em thấy ngày mai và về sau này em sẽ không phải buồn nữa. Được chứ? Anh đồng ý không? Anh bảo là anh muốn chơi một kèo PK gì nữa. Nói đi. Không, em cứ nói em đồng ý đi, xong tí nữa anh sẽ nói. Tí nữa anh sẽ nói sao cái kèo PK là cái PK. Cái PK đó là mình chơi đúng không, để mình giúp nhau làm nhiệm vụ thì nó sẽ khác. Còn anh đang muốn quay về với em thì anh muốn hỏi em là em có đồng ý không. Nhưng mà anh nói cái câu mà anh muốn quay về với em là nói để trả kèo của anh Axi, hay là nói với cái cương vị là đang nói chuyện với em một anh đang nói chuyện với em, anh đang nói chuyện với em. Bây giờ em hỏi là anh với Thảo Ni có gì với nhau không? Không có gì cả. Nếu anh có gì thì em sẽ để anh hạnh phúc với nhau. Còn nếu mà không thì em sẽ rút lui, em sẽ không làm phiền đến cuộc sống mới của anh nữa. Không, không có gì cả. Đó, cho nên là bây giờ anh chỉ cần hỏi em là em có đồng ý không? Đồng ý cho súp ở cạc đón dâu luôn. Em có đồng ý không? Gì? Là mình quay về với nhau không? Thì bây giờ chơi PK đi, nếu mà nhưng mà bây giờ đồng ý hay không đồng ý là do mọi người nữa. À, thì bây giờ muốn chơi PK đúng không? Nếu như anh thua thì là không đồng ý, nếu mà anh thắng thì em đồng ý đúng không? Ừ. Bây giờ sao? Bây giờ chơi PK nếu như mà anh thắng. Nếu như mà anh thua thì anh phải thề là không có ai ngoài Lindsay cả. Ok. Rồi, nếu mà anh mà thắng. Nếu như mà em thua làm gì? Nếu như mà em thua em làm gì? Nếu như là em mà thua thì em đồng ý vậy thôi. Ok chưa? Những cái lời anh nói với em. Nếu mà em thua thì em sẽ xuống bẹp bẹp anh. Chơi game là vút không hỏi là vút. Mọi người ơi, anh ơi, cứu em ở Lào, khổ quá rồi. Thế mấy bên già nói như thế rồi mà người ta không chấp nhận thôi. Ôi trời ơi. Cảm ơn anh Béo. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh Ngáo Đá. Em cảm ơn anh Béo ạ. Trời ơi, quá là tuyệt vời luôn mọi người ơi. Em cảm ơn anh Béo ạ.
Anh Béo đón dâu luôn rồi anh em ạ. Đây có lẽ em phải bật quả nhạc đám cưới trên đường quê lên. Đám cưới trên đường quê đúng không mọi người, nó mới hợp lý đúng không? Lên rồi anh em ơi. Lên nhanh cho kèo bẹp bẹp là anh em. Thế thì như bên kia đang nhắn tin cho ai đấy. Nhanh quá. Họ nhà trai. Họ nhà trai đâu rồi nhé? Ui giời ơi. Họ nhà trai đâu rồi ạ? À? Lên 3 con 9 cho em xem nào. Họ nhà trai đâu anh em ơi? Họ nhà trai đâu rồi ạ? À? Ui giời ơi, bên kia mạnh quá anh ơi. Bên kia thì ghê quá, bên kia dư rồi. Ôi giời ơi, bên kia nhà gái họ dư gái quá anh ơi. Ôi ôi ôi. Một sáng hôm nay trên quê hương tôi mình xinh xinh quê hương quê hương xinh xinh quê hương. Cảm ơn anh Béo. Ôi trời ơi, làm sao anh em ơi, 3 con 9 nhồng cho anh Béo lên nào. Béo bọn là ngọn tre. Cảm ơn anh Béo. Giọt nở ao màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai câu này tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Mọi người bay hết chứ anh Béo vô địch chưa nào anh em ơi. Ô sáng hôm nay trên quê và hướng tôi đón con y chang mi điều, cô dâu non non dùng nhà ra mặn mà, chả nhà ai có ông mà rẻ quý. Bên kia mạnh quá mọi người, phụ giúp một tay nào anh em ơi. Có con mà gà quay sôi đầy mong câu đầy buồn, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới trông thật nhà gái đâu dư không cho đón nào. Xe Lý Tuyển ơi, em làm cái gì đấy, em làm cái gì đấy ạ? Xe Lý Tuyển ơi, để làm cái gì mà gây thế thế này. Người tình tôi ơi, mà em ơi, cảm ơn anh Ngáo Đá. Cố lên mọi người ơi. Người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao. Cố lên anh em ơi. Còn một phút nữa thôi mọi người ạ, à. Càng quá càng lại càng quá thôi tất cả mọi người. Anh em nhồng hết 3 con số 9 thế nào mọi người. Trận đấu căng thẳng quá anh em ơi, nhồng hết 3 con 9 cho em mới ạ. Cảm ơn anh Đào Đào Hoa. Wow. Cảm ơn anh Tài. Cảm ơn anh Đào Đào Hoa. Em cảm ơn anh, cố lên mọi người ơi. 99 dòng lên ạ. Bên kia có 2 super cạc nữa đấy, chỉ còn 1 phút nữa thôi mọi người ơi. Trào đấu này hấp dẫn quá. Minh Di đang làm cái gì và nhắn tin loạn hết tên lên hả em? Nhắn tin ghê thế. Cảm ơn anh Đào Đào Hoa. Cảm ơn anh trai của em ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Cố lên mọi người ơi. Bên đây lên gần điểm bằng điểm ấy à? Nguy hiểm quá. 35 giây nữa thôi mọi người ơi. Cứu lên gì thì ơi, anh Béo hết lên rồi. Anh Béo hết lên rồi à? Điện giật nào. Mọi người ơi, em có muốn thấy điện giật được không ạ? Ai giật cho em một cái điện vào đầu đi mọi người, cho nó rực rỡ lên xem nào mọi người ơi. Điện giật. Em muốn thấy điện giật. 12 giây ạ, 9 giây, cố lên mọi người ơi. Cảm ơn anh Oni Trang. Cảm ơn anh HP ạ. 7 ạ. 6. Bên kia lên super cạc là con toy ạ. 4 3 đúng rồi. Em cảm ơn anh Béo ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh Đào Đào Hoa. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn Huy An. Ôi giời ơi, cảm ơn anh Ngao Đá. Và cảm ơn tất cả mọi người. Quá tuyệt vời mọi người ơi. Quá tuyệt vời luôn mọi người ơi. Đó, bây giờ anh hỏi em nhá. Em Đinh Di cảm ơn mọi người nha. Có đồng ý không? Linh. Mà cái kèo này là kèo gì? Kèo này là kèo gì? Kèo này là em phải trả lời là đồng ý.
Ok, và em sẽ phải ra đây cho anh bẹp một cái. Em nói rồi mà. Thì cái này em thương anh. Cái này em thương là em sẽ cho anh bẹp một cái, vậy thôi. Còn nếu như kèo này mà anh thua thì anh phải thề với em là mọi người không cho anh thề với em là Đức Anh sẽ lăng nhăng tiếp và mọi người không thương Linh gì cả. Nhưng bây giờ là quan trọng là vấn đề là khi nào em ra. Nhưng mà anh Tú ơi, anh có hiểu là anh không cho Đức Anh thua là Đức Anh vẫn còn lăng nhăng nữa. Em thắng Đức Anh thề anh đi không? Không. Thề nha. Khi mà anh thề với em thì em phải ra đây. Em phải ra đây với anh đúng không? Khi mà em ra đây với anh rồi thì anh sẽ phát live stream lên, anh sẽ thề với tất cả mọi người đúng không? Khi đó nó sẽ thật lòng hơn. Nhưng mà anh thắng mà. Nhưng bây giờ anh thắng mà. Sao lại thề đúng không mọi người, đúng không ạ? Không, ok hay không thì việc đó là không được. Không được, không được. Em biết rồi. Đấy. Em biết rồi nhưng mà anh vẫn cũng phải thề cho em. Ai biết được à, hôm nay anh nói với em như vậy, ngày mai anh lại tiếp tục anh BK anh kiếm được một người con gái khác rồi anh lại đi xuống ngay chỗ đấy của người ta rồi anh lại bẹp bẹp. Đúng không mọi người? Nhưng mà anh thắng mà. Nhưng mà anh vẫn phải thề. Bây giờ anh có dám thề là anh chỉ có mình em không? Thề đi. Bảo hành đến lúc bốc mộ rồi, hiểu không? Bảo hành đến lúc bốc mộ mà đến lúc mà căng quá anh ạ. Bởi vì là bây giờ em phải ra đây, hiểu không? Em ra đây ok. Xong, anh bẹp em xong, ok anh sẽ thề đúng không? Anh sẽ thề tất cả mọi người đây, anh em đều biết. Đó. Bây giờ bên giúp anh bây giờ hiện tại là đang gần 7.000 anh em chứng kiến điều này đúng không mọi người? Đúng không anh em? Đúng không mọi người? Quang đúng không mọi người? Mọi người đúng không ạ? Chuẩn không anh em, chuẩn không mọi người? Như thế thấy hợp lý không ạ? Anh em thấy như thế là hợp lý không mọi người? Bây giờ đúng bây rồi, giờ bẹp thì cũng phải cho anh em biết chứ lị. Thì bây giờ em sẽ cho bẹp. Em sẽ trả kèo. Bây giờ chơi thêm một kèo nhưng nữa. Đã được kèo bẹp đâu? Nhưng mà anh đã được bẹp đâu? Chưa được bẹp. Thì em sẽ gặp anh. Khi nào, nó phải rõ ràng như, nó phải khi nào. Em bảo 10 năm nữa thì chết à. Lúc nào anh cũng rảnh. Ngày mai anh rảnh, có thể đêm nay anh cũng rảnh, sáng mai anh cũng rảnh. Bởi vì là lúc nào anh cũng sẽ rảnh. Không lúc nào anh không rảnh cả. Nhưng mà anh hôm qua anh bẹp người khác rồi. Vẫn cứ bẹp người khác thôi, không có bẹp người khác. Anh không có bẹp người khác. Em hỏi anh hôm qua anh có bẹp người con gái khác không? Không có, anh không có bẹp người khác. Cảm ơn tất cả mọi người, anh em ơi bây giờ. Anh không có bẹp người khác. Không có. Mọi người chia sẻ live stream cho bác sĩ một cái, anh em nhấn tất vào dấu cộng màu xanh mũi tên để anh bảo người mọi người chia sẻ một cái cho nó đủ nhiệm vụ chia sẻ luôn em. Mọi người tất cả anh em nhấn vào dấu cộng màu xanh mũi tên màu xanh đó. Mọi người chia sẻ một cái anh em.